Là tỉnh vùng cao nằm ở cực Bắc Việt Nam, Hà Giang có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Nhiều nơi vẫn còn gìn giữ được nét văn hóa mang bản sắc đặc trưng, chưa bị mai một, thương mại hóa. Hà Giang đẹp, đầy tiềm năng là thế, tuy nhiên du lịch Hà Giang lại phát triển chậm hơn so với các tỉnh trong khu vực. Chính vì thế, để du lịch Hà Giang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, tỉnh đang có những chính sách tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch để tương xứng với tiềm năng. Để đạt được mục tiêu đề ra, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn ngành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cũng chú trọng liên kết, hợp tác với địa phương từng vùng và các tỉnh trong khu vực Đông Tây Bắc. Cụ thể, năm 2008, Hà Giang chính thức tham gia hợp tác, liên kết phát triển với 6 tỉnh phía Bắc. Đặc biệt, thông qua sự hỗ trợ của EU, Hà Giang cùng với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã liên kết, hợp tác toàn diện nhằm chia sẻ thông tin và kích cầu du lịch liên vùng. Từ thành công trên, vào tháng 11 năm 2020, Hà Giang tiếp tục tham gia chương trình liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua các cái hoạt động hợp tác phát triển du lịch của 6 tỉnh khu vực Việt Bắc cũng như là 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh thì du lịch Hà Giang sẽ có được nhiều những cái du khách đến từ các cái thị trường du lịch tiềm năng của cả nước khi đến với Hà Giang, và du lịch Hà Giang chắc chắn sẽ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và là một điểm đến hấp dẫn của quý khán giả ở trong nước và quốc tế. Du lịch miền Bắc nói chung và khu vực Đông Tây Bắc nói riêng luôn là điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Vì thế, để khôi phục thị trường du lịch thời kỳ hậu Covid-19, đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch của Hà Giang và những chương trình kích cầu để thu hút du khách trở lại. Ngày 14 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 vừa qua, Vietravel đã phối hợp cùng hãng hàng không Vietravel Airlines và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình khảo sát, xúc tiến du lịch cho Sở Du lịch các địa phương và cơ quan thông tấn báo chí đến Hà Giang. Thông qua chủ đề Tinh hoa cực Bắc, sắc màu Hà Giang, việc kết hợp với tỉnh Hà Giang trong công tác xúc tiến quảng bá lần này sẽ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Giang với các tỉnh, thành phố trong cả nước và các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Chúng tôi xác định doanh nghiệp là một trong những cái cầu nối rất là quan trọng để du lịch của Hà Giang có thể đến với thị trường ở trong nước và quốc tế. Và tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã chọn Vietravel là một trong những đơn vị lữ hành để thực hiện chương trình xúc tiến, quảng bá và kết nối tour tuyến đưa khách đến với Hà Giang. Và theo cái hiệu quả mà chúng tôi đánh giá được kể từ năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid, lượng khách quốc tế đến với Hà Giang không nhiều, nhưng lượng khách nội địa thông qua các cái công ty du lịch như là Vietravel và các cái công ty du lịch thành viên của Vietravel ở trong cả nước cũng như là các cái công ty du lịch của các cái tỉnh thành mà chúng tôi ký kết hợp tác thì du lịch Hà Giang đã đón được 1,5 triệu lượt khách và đạt được cái kế hoạch mục tiêu đề ra. Và với cái phương châm chúng tôi xây dựng du lịch Hà Giang là bản sắc an toàn thân thiện thì chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới cơ quan quản lý nhà nước cùng với các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở dịch vụ của Hà Giang sẽ nỗ lực hết mình để chào đón quý khách quay trở lại Hà Giang với một tâm thế mới an toàn, thân thiện và bản sắc. Chúng tôi đã làm việc rất là kỹ với tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là Sở Du lịch để làm sao cái chương trình sản phẩm của Vietravel đến với khách hàng phải được thật sự là chuẩn bị và rất đặc sắc đối với các sản phẩm bán của mình. Với cơ sở đó thì cái vai trò của Vietravel trong việc kết nối với tỉnh, địa phương là rất quan trọng. Vì chúng tôi ngoài cái việc là công ty du lịch thì chúng tôi có hãng hàng không Vietravel Airlines cũng như là xí nghiệp vận chuyển xuyên Á là ba cái đầu cầu để chúng tôi có thể đưa các sản phẩm du lịch của mình đến với khách hàng đầy đủ và đúng nhất. Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng nền văn hóa đa dạng mang đậm sắc màu vùng cao, Hà Giang là điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Riêng với công ty du lịch Vietravel, lượng khách du lịch đến với Hà Giang hàng năm chiếm tỷ trọng rất cao trên tổng lượng khách du lịch đến miền Bắc, đặc biệt vào mùa du lịch hè và xuân. Hà Giang cũng là điểm nhấn chính, là sản phẩm du lịch hấp dẫn trong chùm tour du lịch hè 2021 mà Vietravel đang triển khai. Và chúng tôi đã tổ chức thành công cái chương trình Sắc màu Hà Giang cùng với tỉnh Hà Giang. Như vậy thì cái gói kích cầu này chúng tôi tiếp tục sẽ triển khai đến với khách hàng ngay trong mùa hè năm nay. Hiện tại thì với cái chương trình Hà Giang 4 ngày 3 đêm, chúng tôi đã triển khai và bán trên hệ thống bán của Vietravel với cái giá là 5.690.000 và khởi hành vào ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Thì như vậy thì để đón đầu được cái việc cái chương trình du lịch Hà Giang mà khách hàng đã lựa chọn trong cái dịp hè năm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp cùng với chương trình Hà Giang kết hợp với tỉnh Cao Bằng với cái hành trình 6 ngày và 7 ngày với cái sản phẩm này với cái mức giá từ 8.490.000 cũng đáp ứng được đúng cái nhu cầu của khách hàng trong cái dịp hè năm nay. Có thể nói, trong bối cảnh dịch Covid đang được kiểm soát tốt như hiện nay, việc tìm ra những giải pháp để kích cầu du lịch trong nước nói chung và Hà Giang nói riêng không chỉ là vấn đề quan tâm của các sở, ban, ngành mà còn của những người làm công tác xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp lữ hành. Vấn đề còn lại là làm thế nào để du khách đến Hà Giang đông hơn, nhiều hơn và ở lại lâu hơn, đòi hỏi tỉnh Hà Giang phải có những giải pháp kích cầu du lịch bài bản, liên tục và hiệu quả. Không chỉ là các chương trình khảo sát, xúc tiến, liên kết với các đơn vị lữ hành, các nhà đầu tư mà cần có sự đột phá về hạ tầng giao thông. Vì chỉ khi nào giao thông tốt thì việc đi lại của du khách mới thuận tiện dễ dàng hơn. Đặc biệt cần nhấn mạnh đến vai trò của thành phố Hồ Chí Minh trong việc hợp tác liên kết phát triển du lịch. Vì đây là thị trường khách du lịch đầy tiềm năng, góp phần không nhỏ trong việc đưa du lịch Hà Giang phát triển vững mạnh trong thời gian qua. Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò hết sức là quan trọng trong việc quảng bá cho Hà Giang. Thế do vậy là khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Giang thì sẽ lan tỏa đến du khách trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Và ngoài ra thì Thành phố Hồ Chí Minh còn giúp Hà Giang vấn đề khi đến với Hà Giang để chia sẻ Hà Giang, cái đánh giá Hà Giang cái được và những cái chưa được để Hà Giang làm sao mà khắc phục được những cái gì mà khiếm khuyết, phát huy những cái ưu điểm mà mình đã có để với cái mục tiêu là khách dần dần sẽ đến Hà Giang thật nhiều hơn, ở lại thật lâu hơn. Chuyến khảo sát xúc tiến du lịch 5 ngày 4 đêm, tinh hoa cực Bắc, sắc màu Hà Giang rồi cũng đã khép lại với những góc nhìn, với những trải nghiệm ấn tượng về con người, cảnh sắc vùng cao Hà Giang. Hy vọng cùng với những nỗ lực không ngừng của tỉnh nhà, cùng với các chương trình hợp tác liên kết hiệu quả với sở du lịch các địa phương, các đơn vị lữ hành, du lịch Hà Giang sẽ có những bước khởi sắc, khôi phục nhanh hơn sau những ngày bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.